Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của 6 Vlog. Hôm nay thì mình lại tiếp tục lên cửa hàng Honda để quay cho tất cả mọi người xem về giá của mẫu xe Honda Winner X ở giữa tháng 12. Và đặc biệt là cập nhật về chương trình trả góp với lãi suất 0% mà đang rất là hot hiện nay. Vì rất là nhiều bạn còn chưa hiểu về thủ tục trả góp cũng như là phần trả trước bao nhiêu và thời hạn trả góp là trong vòng thời gian là bao nhiêu. Thì cái số điện thoại của Honda Đức Dung thì mình có ghi ở trên màn hình. Các bạn nào mà muốn được tư vấn hay là về tham khảo về giá xe, hay là các bạn muốn mua các mẫu xe của hãng Honda, thì các bạn có thể liên hệ với số điện thoại mình ghi ở dưới màn hình, chính là số điện thoại 0931423142. Thì các bạn có thể liên hệ với số điện thoại đó của cửa hàng Honda Đức Dung, thì sẽ có nhân viên bên cửa hàng tư vấn cho tất cả các bạn rất là nhiệt tình để các bạn có thể là mua được một chiếc xe ưng ý nhất. Về giá xe mình cập nhật thì cũng chỉ là mang tính chất tham khảo, vì giá xe thì có thể là tăng hoặc giảm so với cái thời điểm mà các bạn đến mua. Và bây giờ thì mình sẽ cập nhật chi tiết về giá xe của mẫu xe Honda Winner X là như sau. Ở phiên bản thể thao thì có 5 màu sắc là màu bạc đỏ đen, đen xanh, xanh bạc đen và màu đỏ bạc đen, và cuối cùng là màu cam đen, thì đều có giá đã bao gồm giấy tờ là ở mức 46 triệu đồng. Và tiếp theo là ở phiên bản camo thì có 2 màu sắc là màu xanh bạc đen và màu đỏ bạc đen. Ở hai màu sắc này thì hiện tại đang có giá đã bao gồm giấy tờ là 49 triệu 500 ngàn đồng. Và tiếp theo là mẫu xe Honda Winner X ở phiên bản đen bạc vàng đồng. Ở phiên bản này thì có giá đã bao gồm giấy tờ là 50 triệu 500 ngàn đồng. Và cuối cùng là phiên bản đường đua là phiên bản HRC. Phiên bản này thì có giá đã bao gồm giấy tờ là 52 triệu. Và như vậy thì mình đã vừa cập nhật cho tất cả mọi người xem về giá xe Honda Winner X mới nhất ở giữa tháng 12, để cho tất cả các bạn có thể là tham khảo về cái giá xe ở tại cái địa phương mình sinh sống nhá. Cái khu vực mình sinh sống thì hiện nay thì mình đang ở khu vực là ở tỉnh Gia Lai nha các bạn. Khu vực là tỉnh Gia Lai, nên là về giá xe thì ở mỗi địa phương và mỗi vùng miền thì sẽ có những cái giá khác nhau. Nó sẽ có sự chênh lệch về giá, có thể là từ 500 đến 1 triệu hoặc có thể là hơn nữa. Nên là về giá xe thì như các bạn cũng đã biết thì cũng chỉ là mình cập nhật mang tính chất là tham khảo, vì giá xe có thể là tăng hay giảm về thời gian đối với các bạn khi các bạn mà đến mua xe nhé. Và bây giờ thì mình sẽ cập nhật về chương trình trả góp với lãi suất 0% mà hiện nay thì đang được rất là nhiều các bạn quan tâm. Cái điều mà để quan tâm đầu tiên chính là các bạn đang muốn biết rằng là về cái chương trình trả góp với lãi suất 0% là như thế nào, là các bạn có phải mất tiền lãi hàng tháng hay không, và cái mức trả trước là bao nhiêu, và sự chênh lệch giữa trả góp và trả thẳng là bao nhiêu tiền. Thì mình sẽ giải thích cho tất cả các bạn rất là chi tiết ở cái video này, nên là các bạn nên theo dõi hết cái video này của mình thì sẽ hiểu rất là rõ về cái thủ tục trả góp với lãi suất 0% nhé. Điều kiện và thủ tục để tham gia chương trình trả góp thì sẽ có cái điều kiện là các bạn phải từ 18 tuổi trở lên, là đủ ngày đủ tháng, có nghĩa là trên 18 tuổi nha các bạn, thì mới được tham gia cái chương trình trả góp này. Và cái phần trăm mà trả trước thì các bạn phải trả trước tối thiểu là 10 triệu đồng, có nghĩa là các bạn phải trả ít nhất là 10 triệu đồng. Và cái thời gian để trả góp thì sẽ phụ thuộc vào cái số tiền lãi của các bạn khi mà các bạn còn nợ lại ngân hàng nhé. Ví dụ như cái số tiền các bạn nợ lại của ngân hàng là ở mức dưới 29 triệu thì các bạn sẽ được tham gia cái chương trình trả góp với cái thời gian là 9 tháng. Và nếu các bạn mà có cái khoản vay của bên ngân hàng mà nhiều hơn 29 triệu thì các bạn sẽ có thời gian trả góp là từ 12 tháng đến 18 tháng nha các bạn. Mình sẽ ví dụ cụ thể như sau. Ví dụ như là một mẫu xe là có giá là 45 triệu mà các bạn trả trước là với số tiền là 15 triệu thì các bạn còn nợ lại bên ngân hàng là 30 triệu đồng, thì cái số tiền đấy là lớn hơn 29 triệu thì các bạn sẽ phải tham gia cái chương trình trả góp với thời gian là 12 tháng. Và nếu như chiếc xe 45 triệu mà các bạn trả trước tầm độ 16 đến 17 triệu thì các bạn sẽ được tham gia chương trình trả góp với thời gian là 9 tháng. Với cái mức 9 tháng hay là 12 tháng thì là do bên ngân hàng tính là với cái khoản chi trả của các bạn là có đủ điều kiện để chi trả với cái số tiền 1 tháng là bao nhiêu tiền hay không, nên là mới có cái áp dụng thời gian trả góp là tùy theo cái số tiền mà các bạn vay của bên ngân hàng nhé. Và cái tiếp theo chính là về cái phần lãi suất 0%. 0% ở đây là sao? Có nghĩa là cái số tiền mà các bạn nợ lại ngân hàng, ví dụ là 30 triệu thì các bạn sẽ trả góp trong vòng 9 tháng sẽ đúng 30 triệu và các bạn chỉ mất thêm tiền phí là 12.000 đồng phí thu hộ nha các bạn. Các bạn nên nghe rõ nhé.
là chỉ có mất phí là 12.000 đồng trên một tháng. Ví dụ như các bạn mà trả góp trong vòng là 9 tháng thì các bạn sẽ lấy 9 nhân với 12.000 một tháng thì sẽ ra cái số tiền mà các bạn đấy gọi là tiền chênh lệch. Chứ thực ra cái chương trình trả góp lãi suất 0% này không bắt buộc khách hàng phải mua cái phí bảo hiểm khoản vay nha các bạn. Không bắt buộc mua phí bảo hiểm khoản vay. Tất cả những cái cửa hàng nào hay cũng như bên ngân hàng nào mà bắt buộc các bạn phải mua phí bảo hiểm khoản vay, đó là không đúng nha các bạn. Các bạn có thể nói lại. Bởi vì là cái phí bảo hiểm khoản vay là do thỏa thuận giữa khách hàng và bên ngân hàng, nên là các bạn sẽ không bắt buộc nha. Mình thấy rất là nhiều nơi tư vấn rằng các bạn phải mua phí bảo hiểm khoản vay tận 1 triệu mấy, thì đó là một sự rất là sai lầm và các bạn không hiểu biết, nên các bạn mới bị những cái nhân viên đó tư vấn cho các bạn sai nha các bạn. Và họ tư vấn như vậy thì sẽ có lợi cho bên cửa hàng thôi, rằng là sẽ bắt buộc các bạn là phải mua phí bảo hiểm khoản vay. Còn thực ra là phí bảo hiểm khoản vay sẽ không bắt buộc, các bạn sẽ không phải mất một cái phí gì ngoài cái tiền phí thu hộ là một tháng là 12.000 đồng nha các bạn. Và cái chương trình mà trả góp với lãi suất 0% thì kéo dài từ ngày mùng 6 tháng 12 năm 2019 đến ngày 31 tháng 1 năm 2019. Và cái chương trình này thì cũng giúp rất là nhiều người khi mà chưa có đủ điều kiện để mua một chiếc xe với giá tiền giá trị rất là lớn, là có giá trị gần 50 triệu đồng. Thì hiện nay đang có 3 ngân hàng để các bạn có thể tham gia cái chương trình trả góp với lãi suất 0% này, đó chính là ngân hàng HDC Son, hay là ngân hàng FE Credit, hay là ngân hàng ZAC. Thì 3 cái ngân hàng này thì các bạn tham gia ngân hàng nào cũng được, thì đều có những mỗi ngân hàng thì đều có những cái độ tuổi. Ví dụ như là ngân hàng bên HDC Son thì sẽ có yêu cầu cái độ tuổi tham gia là từ 18 tuổi trở lên, còn các ngân hàng khác như là FE thì có thể là yêu cầu độ tuổi từ 19 tuổi trở lên. Nhưng mà ngân hàng nào thì cũng tham gia với cái chương trình là lãi suất 0% này các bạn. Nên mình muốn làm cái video này để hướng dẫn tất cả các bạn. Khi các bạn mà chưa am hiểu thì các bạn nên đi mua xe trả góp như thế nào cho đúng, chứ không lại bị bên nhân viên của bên cửa hàng tư vấn cho các bạn bắt buộc phải mua phí bảo hiểm khoản vay, thì các bạn sẽ mất thêm đến 1 đến 2 triệu đồng nữa, rất là phí. Cái thủ tục cũng như là giấy tờ để tham gia chương trình trả góp thì hiện nay cũng rất là đơn giản. Các bạn chỉ cần có chứng minh nhân dân, cộng sổ hộ khẩu hay là chứng minh nhân dân bằng lái xe thì các bạn có thể là tham gia các chương trình trả góp rồi. Với cái số tiền trả góp thì tùy thuộc vào cái điều kiện của các bạn. Ít nhất là 10 triệu thì các bạn có thể trả trước từ mức là 12, 13 triệu, hay các bạn có thể trả trước tầm độ 17, 18 hay là tầm 20 triệu. Các bạn trả trước càng nhiều thì cái phần tiền còn lại chia ra hàng tháng nó sẽ ít hơn. Mình sẽ ví dụ như là các bạn mà nợ bên ngân hàng ở mức tầm độ 29 triệu thì các bạn trả góp trong vòng 9 tháng thì các bạn mỗi tháng các bạn sẽ phải trả là 3.222.000 đồng. Cái chương trình mà trả góp với lãi suất 0% này thì rất là hấp dẫn. Khi mà các bạn mà còn nợ lại ngân hàng bao nhiêu thì các bạn chỉ phải trả bấy nhiêu thôi, chứ thực ra không có mức chênh lệch nha các bạn. Mình thấy rất là nhiều kênh YouTube cũng như là rất nhiều nơi tư vấn khách hàng là phải mua phí bảo hiểm khoản vay. Tại sao mà mua trả góp WinnerX với lãi suất 0% nhưng lại vẫn chênh lệch với trả thẳng tận trên 1 triệu đồng. Nên là mình rất là bức xúc, nên hôm nay mình mới làm cái video này để tư vấn cho tất cả các bạn cùng hiểu. Các bạn nào chưa biết thì có thể là xem cái video này của mình, còn các bạn nào mà biết rồi thì có thể là bỏ qua. Chứ thực ra là mua xe WinnerX với lãi suất 0% là các bạn không mất phí chênh lệch, chỉ có mất phí thu hộ là 12.000 đồng một tháng thôi. Nên là các bạn nào mà đang muốn mua xe thì có thể là mua ở thời điểm hiện tại nhé. Chương trình này thì kéo dài đến ngày 31 tháng 1 năm 2019 cơ, nên là còn thời gian rất là dài. Và hiện nay thì khi các bạn mà mua xe Honda WinnerX thì sẽ được quay số trúng thưởng. Các bạn sẽ có cơ hội trúng vé xem đua xe F1 tại Hà Nội, hay là các bạn sẽ có cơ hội trúng thẻ cào trị giá 300.000 đồng cho các bạn. Rất là nhiều chương trình. Có các chương trình mà như là mua xe trúng xe thì là có các mẫu xe như là mẫu xe Blade, mẫu xe Way hay là mẫu xe Vision. Thì những cái mẫu đó thì khi các bạn mà mua xe sẽ trúng xe. Còn hiện tại thì mẫu WinnerX các bạn mua thì chỉ có được quay trúng thẻ cào hay là trúng cái vé xem đua xe F1 thôi nha các bạn. Và cái chương trình trả góp với lãi suất 0% thì đều có trên toàn quốc nha các bạn. Ở tất cả các head Honda chính hãng thì đều có chương trình mà trả góp với lãi suất 0% như mình vừa mới cập nhật, cũng như là thủ tục hay là điều kiện để tham gia chương trình trả góp. Và cái video này thì mình cũng chỉ làm ở đây thôi. Mình cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều khi mà các bạn luôn theo dõi và ủng hộ những cái video mới nhất của 6 Vlog. Và ở cuối tháng 12 thì mình sẽ cập nhật liên tục với các mẫu xe côn tay phổ thông như là mẫu xe Suzuki Rider R150, Yamaha Exciter hay là giá xe Honda WinnerX.
Và mình xin chúc tất cả các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những cái video sau.